Quý vị thân mến, những dinh thự được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, uy nghi, trang nghiêm của Bảo Đại và Tổng thống Ngô Đình Diệm chứa đựng trong đó là các câu chuyện ly kỳ và thú vị khiến người ta không khỏi trầm trồ và ngạc nhiên khi nghe kể. Ngay sau đây, hãy cùng lắng nghe những điểm ly kỳ trong các dinh thự này trong video sau đây của chúng tôi. Những chuyện ly kỳ về dinh Bảo Đại và dinh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đến Đà Lạt, du khách không thể không ghé thăm biệt điện Bảo Đại tức dinh Ba, lộng lẫy và hoành tráng nằm ở đường Triệu Việt Vương, tọa lạc trên một ngọn đồi cao tựa thế Long Trầu Hổ Phục. Biệt điện ẩn giữa rừng thông mơ mộng, nơi đây đã ghi dấu biết bao cuộc tình trăng gió của Bảo Đại, vị hoàng đế hào hoa cuối cùng của đất nước An Nam. Tổng hành dinh của quốc trưởng Bảo Đại, dinh thự riêng của Tổng thống Ngô Đình Diệm, với những lối thoát hiểm, đường hầm bí mật, bãi đáp trực thăng vẫn luôn có đằng sau những câu chuyện kỳ bí. Thời gian làm quốc trưởng, Bảo Đại cho mua lại một dinh thự cổ kính uy nghi của một viên chức người Pháp tên là Robert Clement Bocquery, xây dựng vào những năm 1940, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 4 km về hướng Đông Nam, để làm tổng hành dinh và nơi làm việc cho các quan chức trong Hoàng Triều Cương Thổ. Ngày nay hay được gọi là biệt điện số 1 Bảo Đại. Cấu trúc tòa nhà chính bao gồm một tầng hầm, tầng trệt và tầng lầu. Tầng trệt có sảnh lớn, phòng tiếp khách, phòng họp lớn, còn tầng lầu có các phòng ngủ, vật liệu để xây dựng dinh là gạch và đá, mái được lợp bằng ngói, vô cùng kiên cố. Dinh thự được xây dựng đối xứng nghiêm ngặt trong mặt bằng, tạo nên nét cổ điển, cổ kính. Các kiến trúc sư nhận định rằng không chỉ có sự đối xứng trong mặt bằng ấy mới tạo nên nét cổ kính, mà còn bởi nằm trên hệ cửa sổ với những vòm cung tròn. Mặt bằng được thiết kế và xây dựng với bố cục đối xứng với lối vào chính giữa, hệ thống cầu thang và hành lang. Trên mái có nhiều cửa sổ, mái bẻ góc ở đuôi và một số ống khói. Không chỉ mang nét cổ điển mà dinh thự 1 còn được cách tân bằng việc xây dựng cửa chính cũng có dạng vòm cung nguyên, nhưng lại được kết hợp với mái đón bằng ngang. Mặt đứng của công trình được trang trí tỉ mỉ với nhiều tiểu tiết, càng làm tôn lên dáng vẻ cổ kính và tao nhã của dinh thự. Bên trong cổ kính, tao nhã, bên ngoài lại vô cùng trong trẻo, tinh khôi, vì lối vào dinh là một con đường được trải nhựa với hai hàng cây tràm thân trắng, cổ thụ, cao vút. Cuối đường có đảo hoa hình oval làm bình phong trang trí để xoay chuyển hướng đến sảnh đón chính của tòa nhà. Công trình kiến trúc được đầu tư tỉ mỉ, thể hiện rõ sự ảnh hưởng của trào lưu kiến trúc tân cổ điển của châu Âu. Thoái vị vào năm 1945, đến năm 1949 Bảo Đại được Pháp đưa trở lại nắm quyền, làm quốc trưởng. Bảo Đại lấy vùng đất Tây Nguyên làm Hoàng Triều Cương Thổ và chọn Đà Lạt là thủ phủ. Dinh cơ của Robert Clement Bocquery là nơi quốc trưởng đã mua và cho sửa sang toàn bộ để làm tổng hành dinh. Nơi đây đã được sửa sang nâng cấp một số hạng mục và xây thêm, như nhà của ngự lâm quân, có vườn ngự uyển trên đồi hoặc có khu hồ tắm, trạm nghỉ chân khi đi săn bắn ở các thung lũng, khu rừng phía dưới đồi. Nghi án thủ tiêu. Lâu nay, người ta thường kháo nhau về đường hầm bí mật trong dinh thự của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm ở Đà Lạt. Thế nhưng, ít ai được đặt chân xuống đường hầm bí mật này và cũng ít ai biết cụ thể đường hầm được xây dựng từ lúc nào, máy móc điện đài được lắp đặt trong đường hầm ra sao, số phận của những người công nhân sau khi xây dựng xong đường hầm bí mật tại dinh 1 như thế nào. Theo các tư liệu lịch sử cho thấy, vào năm 1950, Bảo Đại quyết định bỏ ra 500.000 đồng tiền Đông Dương để mua lại ngôi biệt thự xinh đẹp này của một chủ trang trại người Pháp tên là Paul Dary và cho sửa sang toàn bộ nhằm có nơi làm việc tại Đà Lạt. Trước đó, khi Nhật đảo chính Pháp vào năm 1945, một đường hầm bí mật đã được lính Nhật đào từ dinh 1 thông đến tận dinh 2, tức dinh toàn quyền được cóp. Dài hơn 3 km, băng qua sở điện, tẻ nhánh vào các biệt thự 11, 16, 18, 26 nằm trên đường Paul Dormer, nay là đường Trần Hưng Đạo, ra đến tận đường Yên Thế nhằm bắt sống các quan Tây trong dinh và các biệt thự. Do không biết lính Nhật đào đường hầm bí mật từ bao giờ, nên khi biến cố đảo chính xảy ra thì các quan chức người Pháp ở đây hoàn toàn bất ngờ, chỉ còn nước đê đầu thúc thủ. Năm 1956, Ngô Đình Diệm hất cảng Bảo Đại lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ngay lập tức, việc tịch thu tài sản của Bảo Đại và các hoàng thân quốc thích được tiến hành khẩn trương. Đến cuối năm 1958, việc thay ngôi đổi chủ mới xong về cơ bản.
Dinh một được dành riêng cho Tổng thống mỗi khi lên Đà Lạt. Ngô Đình Diệm đã giữ lại ông Nguyễn Đức Hòa, người hầu cận thân tín của cựu Hoàng Bảo Đại làm người phục vụ trong dinh. Cách đây vài năm, khi ngoài 80 tuổi, ông Hòa đã qua đời. Khi còn sống, ông đã kể rằng, ngày ông hầu hạ cho Ngô Đình Diệm, trong quá trình sửa sang lại tòa nhà đã phát hiện ra đường hầm bí mật. Tổng thống Diệm thường dặn dò, muốn còn chỗ đội nón thì phải ba không, không thấy, không nghe, không biết hỉ. Đường hầm được đào xuyên qua các đồi thông với chiều dài hơn 3 cây số, với nhiều ngóc ngách từ dinh 1 thông đến dinh 2, băng qua sở điện, vào một số biệt thự trên đường Paul Dolmer như đã nói ở trên. Sau khi dinh độc lập bị ném bom, Tổng thống Diệm đã mời về một nhà thầu xây dựng có tên tuổi ở Đà Lạt. Đến gia cố đường hầm đã có từ trước ở dưới tòa nhà. Ông yêu cầu đổ bê tông, cốt thép cho thật kiên cố. Đường hầm cao 2m, rộng 2,5m, tạo thành 3 phòng bao gồm phòng của Tổng thống, phòng điện đài cơ yếu và phòng bảo vệ. Ngoài ra, các phòng dưới hầm này còn được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị được điều khiển tự động. Kiến trúc xây dựng của những căn phòng này vô cùng kiên cố. Trên nóc phòng và bốn bề xung quanh đều được kè bằng đá, đóng cửa sắt. Ngoài ra còn đào một đường thoát hiểm cách mặt đất hơn 10m để đề phòng những bất trắc, nên nó được thông từ phòng ngủ của Tổng thống ra phía sau tòa nhà rồi đến bãi đáp trực thăng nhỏ. Đằng sau giá sách trong phòng ngủ là một cái cửa thoát hiểm. Khi đẩy vào phía bên phải của kệ sẽ phát lộ lối xuống đường hầm. Còn cửa thoát hiểm ở phía bãi đáp máy bay được ngụy trang khéo léo trong một căn nhà xây nhỏ, khó ai có thể phát hiện ra. 20 thợ hồ, thợ sắt lành nghề đã được huy động từ Huế vào để xây dựng đường hầm, ăn ở tại chỗ suốt 2 năm để làm việc. Nhưng khi hoàn thành xong công trình thì toàn bộ những người thợ này đều không còn được quay về với gia đình nữa. Những hướng dẫn viên du lịch ngày nay của địa điểm tham quan dinh 1 cho hay, có lời đồn rằng họ đã bị thủ tiêu để giữ bí mật về đường hầm. Nhưng đây chỉ là những lời đồn, chứ chưa được kiểm chứng. Theo lời ông Hòa kể lại, căn phòng hầm bí mật ấy chính là nơi Tổng thống Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu thường bàn bạc công việc. Và lần nào từ Sài Gòn lên, ông Diệm đều xuống kiểm tra tầng hầm, nên mỗi khi nhận được điện báo Tổng thống sắp lên là ông Hòa phải lau chùi đường hầm suốt mấy ngày đêm. Sau đời của Ngô Đình Diệm thì nơi đây vẫn được dùng làm nơi nghỉ mát cho các lãnh đạo kế tiếp của Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, dinh thự này được dùng làm nhà khách trung ương, sau đó được giao cho một số đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch. Về sau, dinh một dần bị bỏ hoang, nhiều hạng mục công trình đã cũ kỹ, xuống cấp và hư hỏng, không có ai sửa chữa bảo dưỡng vì nó không hoạt động hiệu quả. Cho tới cuối năm 2014, công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho thuê cơ sở nhà, đất và phê duyệt cho phép trùng tu, cải tạo, nâng cấp dinh một thành khu tham quan nghỉ dưỡng cao cấp. Chiếc trực thăng số hiệu 70-15834 được trưng bày trong bãi đáp trực thăng ở dinh 1. Theo Phó Giám đốc Kiều Trang cho biết, Bộ Quốc phòng đã giao cho công ty trưng bày bảo quản để du khách tham quan. Ao vua. Câu chuyện về chiếc hồ tắm mà người dân địa phương ở đây quen gọi là ao vua, cách tòa dinh thự khoảng 2 km. Theo lời kể của ông Nguyễn Gạc, ngoài 70 tuổi, một trong những người đầu tiên lập nghiệp ở khu vực gần hồ. Trước kia, đây là khu rừng rậm, có nhiều thú hoang như nai, hoãng, heo rừng và cả cọp. Nhưng về sau được Bảo Đại cho xây dựng thành hồ tắm để ông nghỉ ngơi, thư giãn sau mỗi lần đi săn bắn. Vì là người mê săn bắn nên thỉnh thoảng Bảo Đại lại đến nơi này. Một lần cưỡi ngựa đuổi theo thú rừng đến lưng chừng đồi, nhìn thấy dòng nước trong vắt và mắt rượi phun trào từ khối đá lớn thích hợp để xây hồ tắm tại đây. Mấy chục năm không được sử dụng, duy tu nên hồ đã xuống cấp. Ba lâu đài tình ái xây trong sương mù của Hoàng đế Bảo Đại. Thứ Phi Mộng Điệp, trong những tháng năm gắn bó cuộc đời với cựu Hoàng Bảo Đại đã sống ở Hoàng Triều Cương Thổ Tây Nguyên, đặc biệt là hai địa phương Đà Lạt và Buôn Ma Thuột. Tại xứ sở sương mù, bà được cựu Hoàng Bảo Đại dành tặng riêng cho một ngôi biệt thự nay là nhà số 14 Hùng Vương, rất gần với dinh 1, một trong ba dinh thự nổi tiếng của cựu Hoàng Bảo Đại trên Đà Lạt. Dinh 3 là nơi được nhiều người biết đến trong ba dinh thự của Bảo Đại với tên gọi là Biệt Điện, được xây dựng trong 4 năm, từ năm 1933 đến 1937 thì hoàn thành. Trước năm 1945, mỗi khi đi nghỉ mát hay săn bắn vào dịp hè, Bảo Đại sẽ dùng dinh 3. Đến năm 1950, khi Bảo Đại lên làm quốc trưởng Bù Nhìn, thì lại dùng dinh 3 làm nơi ở cho gia đình và đồng thời là nơi làm việc chính.
Dinh Ba là một biệt điện có 2 tầng, được một trung đoàn ngự lâm quân bảo vệ, một đoàn xe riêng phục vụ gọi là công xa biệt điện và có cả một đội máy bay riêng phục vụ quốc trưởng. Tầng dưới được cựu hoàng làm nơi hội họp, tiếp khách, yến tiệc. Trên lầu là nơi ngủ nghỉ của cựu hoàng Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương và của những người con Bảo Long, Thái Tử, Phương Mai, Phương Liên, Công Chúa, Bảo Thắng. Riêng Bảo Long được chọn làm người kế nghiệp ngai vàng từ năm 1939 nên phòng ngủ được trang trí bằng toàn tông màu vàng. Nơi đây còn là nơi đã gắn liền với cuộc đời và tên tuổi của Hoàng hậu Nam Phương, người vợ chính thức của cựu hoàng Bảo Đại. Con đường đi tới Dinh 2 là đi từ biệt điện, tức Dinh 3, xuôi về hướng trung tâm thành phố Đà Lạt, trên một ngọn đồi thông xanh ngắt dọc theo trục đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương. Vị thế của Dinh 2 được đặt trên một đồi thông cao 1.333m so với mực nước biển. Mặt chính của Dinh nhìn ra đồi thông, mặt sau nhìn xuống hồ Xuân Hương đẹp vô cùng. Trong Dinh 2 hiện vẫn còn một bức liễn khảm xà cừ khắc những bài thơ của các vua chúa quần thần nổi tiếng thời Nguyễn, trong đó đặc biệt là những bài thơ của vua Tự Đức. Đi từ Dinh 2 dọc theo trục đường Trần Hưng Đạo Hùng Vương, rẽ trái sang đường Trần Quang Diệu, đến một ngọn đồi cao giữa bạt ngàn thông là Dinh 1. Dinh 1 được xây dựng từ những năm 40 của thế kỷ trước, vốn là ngôi biệt thự sang trọng của một viên chức giàu có người Pháp. Nhận thấy vị thế đẹp và đắc địa của dinh thự này nên chính phủ Bảo Đại làm quốc trưởng đã mua lại dinh này và sửa sang toàn bộ như đã nói ở trên. Khi nói về những câu chuyện tình của vua Bảo Đại trong quãng thời gian sống tại Đà Lạt thì không chỉ có Thứ Phi Mộng Điệp mà còn có bà Phi Ánh. Bà cũng được vua mua tặng cho một ngôi biệt thự nằm trên đường Quang Trung ngày nay. Biệt thự được xây dựng trong những năm 30 của thế kỷ 20. Đó là ngôi biệt thự vô cùng sang trọng, được xây dựng bằng đá, có kiến trúc theo kiểu Tây Ban Nha duy nhất ở Đà Lạt từ trước đến nay. Đến cuối những năm 40, cựu hoàng Bảo Đại mua lại để tặng cho Thứ Phi, Phi Ánh. Cấu trúc của ngôi biệt thự Phi Ánh gồm hai khối nhà nối liền nhau bằng một hành lang hình bán nguyệt với phần tường bên ngoài được xây dựng hoàn toàn bằng đá tự nhiên. Tuy không phải công trình to lớn và đồ sộ nhưng kiến trúc của nó vô cùng lạ. Lạ ở chỗ, có đến hàng trăm cái cửa sổ nhưng không có cái nào trùng khớp với cái nào, có rất nhiều kích cỡ khác nhau. Vào năm 2007, khi sửa biệt thự, trong lúc cọ rửa tường vách bằng nước có axit pha loãng, những người thợ đã phát hiện trên tường bên trong có đến 12 bức phù điêu hai mặt. Kích thước các bức phù điêu này từ 40x40cm đến 40x80cm đắp hình hoa sen cách điệu và hình chim thú lạ. Phía trong nhà trên tường còn treo 8 bức phù điêu khác nhau được đặt liền kề, trông giống những chiếc đồng hồ treo tường. Khi cọ rửa thì hiện lên những hoa văn rất kỳ lạ. Khi nhìn nó một cách tổng thể, có nhiều kiến trúc sư và họa sĩ đã cho rằng phong cách nghệ thuật trên những bức phù điêu này lại mang dáng dấp hội họa Ấn Độ. Một trong số ít những người đã sống tại biệt thự này sau năm 75 là bà Nguyễn Thị Phú. Theo lời kể của bà Phú, thì vào năm 1982, chồng bà là ông Bùi Như Gôm bị điên. Vào một đêm đang nằm ngủ trong ngôi biệt thự Phi Ánh, thì bỗng mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Khi tỉnh giấc, ông lập tức vùng dậy, vác cuốc chạy ra sau góc vườn trong khuôn viên biệt thự để đào cuốc tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó, tại vị trí có khe nước bẩn trong biệt thự chảy ra, ông đã đào thấy hai bức tượng lạ. Ông lau chùi sạch sẽ rồi đặt nó bên trong nhà, châm nhang đèn. Một trong hai bức tượng đó là hình ảnh một người phụ nữ chăm, cao khoảng 1,2 mét, đầu đội mũ hình ba ngọn tháp, chân đeo ba chiếc vòng có họa tiết đẹp. Ngôi biệt thự mà vua Bảo Đại tặng cho Thứ Phi Mộng Điệp cũng là một trong những tòa kiến trúc có khuôn viên đẹp. Bà Mộng Điệp có tên đầy đủ là Bùi Thị Mộng Điệp, sinh năm 1924, quê ở Bắc Ninh. Mặc dầu đã từng có chồng là bác sĩ Nguyễn Văn Phán, một người khá nổi tiếng ở Hà Nội lúc bấy giờ, có chung với vị bác sĩ này một con trai, thế nhưng với sắc đẹp mê mẩn cùng với khả năng giao tiếp khéo léo thì bà Mộng Điệp đã làm nên tiếng sét ái tình với cựu hoàng Bảo Đại trong lần gặp đầu tiên. Họ gặp nhau khi công dân Vĩnh Thụy ra Hà Nội nhận chức cố vấn tối cao của chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cựu hoàng đã từng chung sống với bà Mộng Điệp tại căn nhà số 51 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội trước khi đào tẩu sang Trung Quốc rồi sang Hồng Kông. Tuy không phải là con gái xuất thân từ hoàng tộc và về làm dâu nhà Nguyễn trong thời kỳ suy tàn, nhưng bà vẫn luôn có phong thái và trước sau luôn giữ cung cách của một bà phi. Sau khi Bảo Đại được người Pháp đưa về nước làm quốc trưởng chính phủ quốc gia, thì đến năm 1949, ông đã đón bà Mộng Điệp lên Đà Lạt, sau đó lên Buôn Ma Thuột.
họ đã cùng nhau chung sống hạnh phúc suốt 4 năm. Thứ Phi tỏ ra tháo vát trong việc gia đình, là người phụ nữ đảm đang, đồng thời bà cũng là người phụ nữ khá tân thời, biết lái xe hơi, cưỡi voi, đi săn nên rất hợp với cựu hoàng vì ông cũng đam mê săn bắn. Trong quãng thời gian sống bên nhau, không chỉ chăm lo cho cựu hoàng chu toàn mà Thứ Phi Mộng Điệp còn dành thời gian để về Huế thăm hỏi bà Tử Cung nên được Đức Tử Cung rất yêu quý. Vậy nên bà Tử Cung đã ban phát mão áo và cho phép thắp nhang lạy tổ tiên để bà Mộng Điệp trở thành Thứ Phi duy nhất bên cạnh chính Phi Nam Phương Hoàng hậu. Nhưng khi ấy Triều Nguyễn lại bị phế truất nên về mặt xã hội thì không còn tồn tại danh xưng quý phi nữa. Ở Pháp, tuy là nơi đất khách quê người, vừa xa xôi lại khá cô độc, nhưng trong phòng khách của ngôi nhà Thứ Phi Mộng Điệp ở quận 12 Paris, lúc nào cũng được trang trí bức tranh lớn do một họa sĩ người Pháp vẽ vua Bảo Đại khi ông mới lên ngôi cùng một số đồ cổ của Triều Nguyễn. Trên bàn thờ tổ tiên, ở vị trí trung tâm, Thứ Phi Mộng Điệp đã dành vị trí rất trang trọng để thờ thân mẫu của vua Bảo Đại là bà Tư Cung và vua Bảo Đại cùng hai người con trai của mình. Sau khoảng thời gian chung sống và gắn bó, chắc hẳn tình cảm mà bà Mộng Điệp dành cho cựu hoàng Bảo Đại vô cùng sâu sắc. Khi chỉ còn lại mình bà trên trần gian, bà lưu giữ khá nhiều tài liệu quý về cựu hoàng Bảo Đại. Quý vị thân mến, vào những năm tháng cuối đời, bà Mộng Điệp có mong ước được trở về sống ở quê hương để khi đi vào cõi vĩnh hằng sẽ được an táng gần lăng mộ Đức Tử Cung tại Huế. Nhưng những mong ước của bà đã không trở thành hiện thực. Bà Mộng Điệp được mai táng tại nghĩa trang ở Paris, nơi có phần mộ của hai con trai bà là Bảo Hoàng và Bảo Sơn.